với mong muốn có một khu đô thị và nhà ở hiện đại, đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội cho người thu nhập thấp, cán bộ, công nhân viên, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa là đầu mối giao thông quan trọng giao lưu giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đồng ý cho công ty cổ phần ống thép Việt Đức làm chủ đầu tư dự án Việt Đức Legend City theo quyết định số 2604 QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011. Phản ánh đến môi trường và đô thị Việt Nam, người dân tại tổ dân phố Nhân Vực và Đại Phúc 2 thuộc thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên cho biết, không chỉ có chính quyền mà bản thân họ, những người dân sinh sống cạnh dự án Việt Đức Legend City đều hy vọng dự án sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo, đưa kinh tế địa phương phát triển. Thế nhưng trái với sự mong đợi của người dân, kể từ khi dự án này được triển khai và thi công đã gây ra tình trạng ngập úng kéo dài, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người già và trẻ nhỏ. Dân chúng tôi khổ quá mức độ. Từ mức dự án Việt Đức về đây là xảy ra cái trường hợp phải ngập, phải nói là chúng tôi bị tách ra khỏi cộng đồng. Tôi nghĩ rằng là cộng đồng cứ bỏ rơi chúng tôi, nhưng chỉ vì cái lý do gì chúng tôi phải tách ra khỏi cộng đồng mà chúng tôi cũng rớt nước mắt, mà chúng tôi ngậm ngùi mà ở trên không nhìn thấy. Từ ngày xây cái này là bọn anh ở đây cũng ngập hết lên trên đường vòng, bọn anh không làm được gì đấy. Bọn anh mất trắng hàng mẫu hoa bao năm, 3-4 năm rồi. Mỗi nhà một mẫu, mà bao nhiêu nhà, mấy chục nhà ở bên trên. Mà toàn bờ thôi cũng mặt cả đấy. Đầu tiên là bọn anh ở đây là chưa ngập mấy, bọn anh lên trên xã liên tục thì xã cũng xuống giải quyết để móc cho thiếp phép nước móc để cho chảy. Xong đến cuối cùng là lại lý cùn ra là cứ hứa hẹn, xong bây giờ là hứa hẹn không. Đầu tiên lại bảo là cho móc vòng quanh ra chỗ ria sông kia để chạy xuống đấy, bây giờ lại lấp lốt của bọn anh thì là tất cả hai làng đều ngập. Để làm rõ thông tin mà người dân phản ánh, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Công Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạo Đức. Tại buổi làm việc, ông Huân cho rằng tình trạng ngập úng kéo dài diễn ra tại tổ dân phố Nhân Vực và Đại Phúc 2 là do trước đây khu vực này không có kênh tiêu thoát mà chỉ có đầm chứa nước tạm. Nước chảy chỗ trũng nên khu vực này không tránh khỏi ngập úng. Cũng theo ông Huân, hiện thị trấn đã xin được ngân sách chống ngập, nhưng do một hộ dân trên địa bàn tổ dân phố Đại Phúc 2 không đồng thuận cho dự án thoát nước đi qua, nên chính quyền cũng không còn giải pháp nào khác để xử lý tình trạng này. Không ai lường được. Khi bắt đầu là lấp đất, thì bắt đầu nước, chỗ đấy là ngày xưa nằm cái đầm chứa nước tạm thời. Thế bắt đầu là đờ đất đổ lấp hết, thế là nó tiêu đi được. Tràn vào trong chỗ nào thấp thì nó nguyên tắc là nước chảy xuống. Thế ở đây là có cái kênh để thoát không ạ? Không có. 15 tỷ các tuyến đang thi công hết rồi, bây còn mỗi chỗ đấy là tồn tại. Thì tôi đem ai cho thi công cái tuyến đấy đến đúng cổng nhà bà ấy chờ đấy. Bởi cái này thì chúng tôi nói thật, những cái gì phải làm cố gắng mà làm cho xong, bởi vì để người ta kêu nhiều quá mà khổ. Tuy nhiên, trong khi ông chủ tịch thị trấn nói rằng tại khu vực Đại Phúc và Nhân Vực trước đây không có kênh tiêu thoát nước, thì người dân lại khẳng định đã từng có kênh rộng 4,5 đến 5 mét và trước khi có dự án Việt Đức Legend City, họ chưa bao giờ bị ngập úng. Coi như là đào kênh là 5 mét, trên bờ là để 3 mét bờ, còn ở dưới lòng kênh là 5 mét. Chúng tôi đi đào, chúng tôi lấy điểm mà tôi vẫn còn sống đây, không nói sai. Còn ông chủ tịch mà nói là không có kênh thoát nước ở cái lối này là ông chủ tịch hoàn toàn nói sai. Đồng ruộng bọn anh mất 100-200 triệu một năm, xong rồi bọn anh không làm nữa thì bọn anh đi làm việc khác. Thế nhưng bây giờ các cháu để các cụ để các mọi người đi ở đây rất là khổ, từ vệ sinh, từ sinh hoạt cá nhân, hàng năm này qua năm khác mùi hôi mùi thối. Đấy, bao nhiêu nhà ở đây chịu khổ. Bây giờ những cái kênh ở trước, cái kênh ở đây 5 mét dài từ đây sang bên ruộng lúa của anh, lúa của anh ruộng ở đây 5 mét từ đây sang. Cây to như thế mà bây giờ lấp hết, xây tịt sang bên ria, bên giáp, bên làng này, mà bây giờ vẫn bảo không có kênh. Sau quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thì chủ đầu tư dự án Việt Đức Legend City đã hai lần xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, khiến dư luận nghi ngờ năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư này.
Và sau đúng 12 năm kể từ ngày được phê duyệt, mọi kỳ vọng của người dân về một dự án hiện đại đều tan biến. Thay vào đó là sự đảo lộn cuộc sống vì ngập úng, sự mệt mỏi vì khiếu kiện kéo dài mà chưa được giải quyết. Các đồng chí lãnh đạo nhà nước ta vẫn luôn khẳng định bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu, không bằng mọi giá đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, điều mà các hộ dân mong mỏi nhất chính là sự sát sao, quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền để chấm dứt tình trạng ngập úng, để người dân ổn định cuộc sống, tập trung làm việc, không còn tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài trên địa bàn.